Em Cường Đồ Bán Nhật chào các bác chị nhé. Hôm nay ngày 30 tháng 10 2024 nhé. Bác chị mua hàng liên hệ có số điện thoại 0909 479 154 nhé. Nhắn tin gọi điện kết bạn Zalo, gọi điện Zalo là được nhé. Giá trên này là chưa bao gồm phí ship nha các bác chị. Phí ship là phí vận chuyển đến nhiều của bác chị nhé. Các bác chị cộng thêm phí ship giúp em nhé. Hôm nay em lên cho các bác chị được một số mã hàng, bác chị xem có gì ủng hộ được ủng hộ em nhé. Như cắn tiện là nhiều, đa số cắn tiện, khoan taro, cắn doa, giờ vô chi tiết từng cái mã hàng nhé. Cái này là mũi hợp kim nguyên khối nha các bác chị nhé. Đây, 246 nhé, có 3 size nhé, 1-2 size dài này, 2 size đó, 3 size nha các bác chị nhé. Có 3 size như này, cá này là cắn 6 hết nhé, toàn bộ là cắn 6. Đây, cá này rất là đẹp nhé. Đó, dùng cái móc nhỏ nhé. Này là phi 5 này. Đó, nó móc qua được lỗ 7. Đó, 6 nhé. Này móc sâu 25. Cá này rất là đẹp nhé. Có hai loại. Đó. Bộ này em đang bán là 201 nhé. Hợp kim nguyên khối nhé. Cái này là móc lỗ nhỏ nữa này. Này móc lỗ 5,5. Đó, cán 6 nha các bác chị nhé, cán 6 hết, cán thì rất là đẹp nha, thép inox đều móc được hết nhé. Con này nó chỉ móc sâu được 15 ly thôi, đó, nó móc sâu tầm 15 ly. Đây, con này cũng lại vậy, đó, móc lỗ nhỏ nhé. Đó, em có 6 cây nhé, 6 cây hợp kim nhé, này hợp kim nguyên khối nha các bác chị nhé. Này là 210 ngàn, 6 cây để dùng để móc những cái lô nhỏ nhé. Hoặc mình dùng cho cắn doa nha các bác chị nhé. Xài doa, doa lô nhỏ đó. Bác chị cần doa thì xài con này, lô nhỏ, cắn cán vào, cắn gáo vào. Mã số 1 là 210 nhé. Có cái mã số 2 nhé, một cái cắn điện này cắn điện VIP nhé. Cắn này là cắn 32. Cắn này Sumitomo nhé, cắn nẹp chống rung nha các bác chị nhé. Con này của bác chị mà móc lỗ 60 dài 200 bao em bao móc luôn không dùng. Đó, cá thì rất là đẹp nhé, cá này cá mới bãi chỉ xài như các bác chị nhé, cá rất là đẹp nhé. Mùi này này nó bị dính nước thôi, còn lại thì rất là đẹp nhé. Này chống rung nha các bác chị nhé, chống rung, hàng này là hàng chống rung nha các bác chị nhé. Bộ này một cán kèm hộp chip mới nhé, 1.450.000 cá chống rung nha các bác chị nhé. Con này mua hãng thì chắc nhiều tiền lắm cô bác chị ạ. Không có giá 1,4 triệu đâu, 1,450,000 đâu. Cán không thì em bán 1,1 triệu. Em tặng kèm hộp chip này, hộp chip này là 350 nhé, là 1,450,000. Cán này em hiện tại em có 15 hoặc 15 hay 20 cán thì em không nhớ nhé. Nhưng mà số lượng rất là nhiều, có bác chị lấy thì cứ báo em sẽ sắp bộ cho. Một cán hộp chip là 450 nhé. Cán thì rất là đẹp, chống rung nha các bác chị nhé. Hàng này dùng để chống chung, hàng này mua về mình thủ để móc những cái lỗ sâu dài nha các bác chị nhé. Đó, móc những cái lỗ sâu dài nó chống chung cho mình. Nó không như cái loại thường này, cái loại thường này là loại không chống chung này. Cái loại này thì giá nó dễ, giá thành nó rất rẻ. Con này em đang bán có 700 thôi, nhưng mà cái con này nó tới 1,1 triệu một con lận, là một cái cán không. Này, bộ này là mã số 2 là 1,450,000. Có cái mã số 3 nhé. Con mã số 2 là dài 300 nha các bác chị nhé, dài tổng 300. Con số 2 là một cái cán chống rung luôn. Cán này cũng là chống rung nha các bác chị nhé. Sumitomo, hàng chống rung nha các bác chị nhé. Toàn bộ hiện tại cán này về em đa số là hàng chống rung là nhiều nhé. Chiếm 95% là hàng chống rung. Nên thế em đi bãi toàn lựa những cái cán chống rung thôi. Tại vì mua giá nó cao xíu nhưng mà nó chất lượng. À, cán thì nó về nhiều nhưng mà em chỉ chủ yếu là lựa ba số cán chống rung là chủ yếu thôi, tại vì cán thường giá nó bán cũng cao nữa, chống rung bán cũng cao nên mình lựa cán chống rung nó sẽ chất lượng hơn. Cán thì là bán, em bán bên kênh của bên em là cá cán này em bao toàn bộ tất cả hoặc có chip cho các bác chị nhé, chứ không phải là em bán cán là không có chip cho các bác chị nhé. Em bao hết toàn bộ các chip, cán nào em bán ra ngoài thị trường là sẽ có chip, chip
hỏi em là sẽ có chip. Còn mấy cái cán của các anh kênh khác bán thì em không nhé, có thì em sẽ bán, còn không có thì cần thì em sẽ đi lấy bãi, bãi em lấy thôi. Thường thường mấy cán em thì chuyên lĩnh vực cán là chủ yếu nhiều, nên thế nên thường cái cán hàng hệ hoặc cái cán nào chip thông dụng hay phổ thông thì em sẽ hay mua về bán. Còn là cái chip nên dạng như chip ít thị trường nó rất là ít xài các anh chị, mà không có chip ở Việt Nam á, mình mua về mình bán cho khách. Mấy loại đó em không mua, mấy loại đó có rẻ em không mua, tại vì mua về bán cho quá chị là không có chip xài, có được một hoặc hai con về mình xài được được một thời gian, cái là hết cán hết chip là bắt đầu lại dục cái cán của bất tốn tiền. Như thế này em lựa những cái cán nào thông dụng, chip thông dụng. Cán này là cán 25 nhé, cán 25 dài 250 chống dung của bác chị nhé. Chip này là chip D11 nha các bác chị, chip D11 đó, một hộp chip mới nhé. Bộ này em đang bán 1,1 triệu nhé, 1,1 triệu. Loại này em hiện tại em có 20 cán, 20 cán nhé, các bác chị cứ xài thoải mái. Cái cán này không em đang bán là 750 một cán nhé, 750 một cán. Còn hộp chip này là 750 một cán. Cứ cán mua cán thì em bán cán, mua chip thì em bán chip, mua cả bộ thì em bán cả bộ nhé. Mã số 3 là 1,1 triệu. Mã số 4 là 590 ngàn. Cán này cán 16 dài 200 chống dung luôn như các bác chị nhé. Nhưng mà có bác chị nào mà móc lỗ, đang móc lỗ 18 19, cán này móc lỗ được 19.5 là móc được, 20 là móc được, và đang móc lỗ 100 101 thì suy nghĩ xài em này nhé, chống dung cho quá chị nhé. Cán thép gió, cán thường thì ra móc 100 là dung rồi, nhưng mà con này thì móc được, nên thế nó làm thiết kế chống dung cho mình để làm những cái lỗ nhỏ dài. Cái này là mình mua về mình thủ xài những cái lỗ nhỏ dài sâu. Bộ này em kèm 10 con chip nhé, 10 con chip như này là 540 ngàn nha các bác chị nhé, 540 ngàn. Mã số 4 là 10 con chip, một cái cán chip C09 nhé, là 200. Còn có cái mã số 5 nhé, cái cán tiện. Cán tiện này là cán tiện T16 dài 250 nhé. Con này thì không chống rung nhé, bãi về dính nước nó hơi bị ố, hơi bị rỗ, con này hơi rỗ. Đầu chip thì rất là đẹp, đẹp. Con này em bán là 700 ngàn, cán thường đây nhé, cán này là cán Nhật nhé. Nó là cán thường nhưng mà nó là cán Nhật. Cán Nhật thì nó rất tốt, chất thép của nó thì nó rất là ok, nó móc không dung mà cán Trung Quốc được nên giấy thành nó sẽ mắc. Mã số 5 là 700 ngàn. Mã số 6 là một cái cán tiện luôn, cán tiện này là cán chống dung luôn các bác chị nhé. Cán này cũng là chống dung này, con chip này là chip khác, chip D07 đó, cán D07. Con này cũng chống dung dài 200, kèm một chip mới nhé, một chip mới đây. Một loại chip mới nhé, chuyên chạy thép inox titan đều chạy được nhé. Con này là chạy đa vật liệu, là 200 luôn, chip D07 nhé. Đó, cán chống rung mua nhiều ba chị. Cán này thì như em có 3-4 cán thôi, không có nhiều. D07. Cái này em đang bán là 700 ngàn, bộ này bán 700 ngàn nhé. Đó, mã số 6. Em có cái mã số 7 nhé. Mã số 7 em coi cái mã số 7 rồi, 1 2 3 4 5 6. Mã số 7 thì em lại không có ghi rồi. Em coi cái mã số 8 luôn nha các bạn chị nhé. Mã số 8 một cái cán tiện. Cán tiện là phi 10 dài 120. Em coi đo phải 120 không? 125 nhé. Chip C09 nhé, chip C09 nha các bác chị nhé. C06 lộn, con này chạy thép inox và gang nhé, R08 nhé, dùng để chạy phá. Đó, chạy phá. Con này em đang bán, bộ này em bán là 550. Bộ này hiện tại em có 7 hay 8 bộ gì đó. Mã số 8 này là 550, hàng chống rung. Ví dụ như của bác chị là cánh 8 này chỉ móc lỗ 10 mà móc sâu. Bộ này em bán là 550 nhé, mã số 8. Mã số 9 nhé. Mã số 9 một cái cán tiện luôn.
Cán tiện này cũng là chống rung, một hộp chip V11 nhé. Đây cán tiện đây. Cán này là dài 200. Chống rung như có bác chị, chip V. Nó dùng để móc những cái ngách ở trong nó có những cái lỗ mà dùng nó lớn hơn cái lỗ ngoài ấy, thì mình xài con này. Đó, dùng để xài con này. À, ví dụ như lỗ ngoài nhỏ mà trong nó lớn, nó cần cái mũi nhọn nó chĩa ra để móc những cái lỗ đó thì nên xài con này. Con này em đang bán là 720.000 nhé, bộ này nhé, một hộp chip mới, một cái cán 20 nhé, là 200. Chip này là chip V11 nha các bác chị nhé. Đó, chống rung luôn nhé, hàng chống rung hết. Cán đa số là hàng chống rung. Đa số 9. Có cái mã số 10 nhé, mã số 10, một cái cán tiện. Cán này cán 25 nhé. Cán này là nẹp chống rung luôn. Chip này là chip T16 nha các bác chị nhé. T16, con này nó đây, chip đây. Con này hạt nhẹ này, móc tinh bóng, cô bác chị về móc tinh bóng nhé. Con này muốn bóng, cô bác anh chị dạy tốc độ càng nhanh nha. Con chip này em có nhé, chip này chip hạt nhẹ 12.000 viên. Muốn bóng cái lỗ nha cô bác chị nhé. Theo kinh nghiệm của em chạy thôi. Em cũng là xưởng gia công nên hồi trước em cũng gia công nên em biết em chạy con này mà tốc độ mà ví dụ như cô bác anh chị đang chạy lỗ 50. Muốn bóng chắc máy cơ thì khó mà chạy, ít khi có bác nào mà chạy em tốc độ 1.500. Em chạy toàn máy si không, chạy tốc độ bằng ngưỡi là nó bóng bóng láng luôn, bóng láng gần kiểu như là như gương ấy đó. Con này hạt nhẹ dùng để chuyên tinh bóng thép, hạt nhẹ này là không cũng là lại ceramic ấy. Chứ không phải là con này hạt nhẹ nhưng mà nó không chạy được bạc đạn đâu. Con này cán này dài 300 nhé, đó cán 25 nhé. Đó, con này móc lỗ dài 200 cũng ok nhé, tại vì em lại từng xài rồi. Đó, cán này chip T16 nha các bác chị nhé, T16, cán mã số 10 này 900.000 nhé. Có cái mã số 11 nhé, một ít cái cán hợp kim cũng móc lỗ luôn. Bộ này em bán 120.000 nhé, mã số 11. Hôm bữa em có một bộ em bán rồi, giờ em sắp thêm bộ nữa thôi, sắp thêm bộ cho các bác chị nào mà cần thì có thể lấy thêm. Đây kèm cái mấy cái cán này là cán 6 hết nhé, cán 6, còn hai cái cán này cán 5, cái này cán 6 luôn. Đây dùng để móc lỗ nhỏ nhé, doa lỗ nhỏ hoặc dùng để cắn lo doa lỗ nhỏ nhé. Như con này thì nó doa nó móc được lỗ nhỏ lắm, móc lỗ 4 là móc được này các bác chị, lỗ 4 là móc được. Còn mấy cái này thì lỗ lớn hơn. Đó. Con này nó có hai đầu nhưng mà nó gãy một đầu này. Đó. Bộ này 2, 4, 6, 7 cây nhé. 7 cây này bán 120.000 nhé. Hợp kim nguyên khối nha các bác chị nhé. Mã số 11. Có cái mã số 12. Một cái đồng hồ rà nhé. Đồng hồ này đồng hồ trên què. Người ta gọi đồng hồ trên què. Đồ bếp cốc. Bếp cốc đây này. Nó bị cái chữ nó bị phai theo một thời gian. Này. Còn mờ thôi. Hàng chuẩn nhé. Rất là chuẩn. Muốn nó có chế độ đảo chiều nhé. Đây. Gạt cái ông tắc xuống là nó chỉ chuyển cho chế độ này. Đó. Nó hoa chế độ. Cạt công tắc lên là xài bên này, hai chế độ nhé. Đó này em chịu vệ sinh nhé, nó còn rất đẹp nhé. Và một vài cắn là 0.01 nhé. Bộ này em bán là 350, mã số 12, đồng hồ rà nhé. Có cái mã số 13, một cái cán tiện nhé. Cán tiện này là cán chỉnh gen nhé, con này thì không có chống rung nhé, cán thường thôi. Cán này dùng để móc lỗ gen nhé. Size này size 16 nhé các bác chị nhé, size 16. À, bộ này em bán là 400.000. Cái cán này là cán Nhật Sumitomo chip size 16 nhé. Chip size 16 thì móc lỗ lớn nhất, móc gen lớn nhất ở mức 3 nha các bác chị nhé. Size 16 nó móc mức 3. Còn muốn lớn hơn thì phải chạy size 22 rồi. Size 22 thì chạy mức 3 đến mức 6. Lớn nữa thì size 27. 27 thì nó chạy từ mức lớn. 7 thì rất ít hàng, hiếm lắm. Thì bãi có kỳ cả năm mới gặp được một cái cán size 27. Đó, phim mã 13 nhé, 400.000. Cán tiện gen, cán này còn rất đẹp nhé. Cán nhà thiết nha của ba chị nhé. À, cán thì em bán chip mà cô bác chị cần cán rẻ thì em cũng vẫn có cán Trung Quốc nhé. Cán Trung Quốc thì cán 20.4, 25.6. Cán cắt thì nó mắc hơn 20.000. Đây, em giới thiệu ít cái cán ngoài nhé. Đây là cán ngoài, toàn bộ là cán ngoài hết nha cô bác chị nhé, cán tiện ngoài, cán nhận hết nha cô bác chị nhé. Cô bác chị nào mà xài thì cán tốt, cán hãng thì xài cán Nhật, còn xài mà cán bình bình thì xài cán Trung Quốc nhé.
Cán này là cán 20 nhé, chip D 15 nhé. Con này là con nhọn giữa nhé, dùng để chạy gen 55 độ. Đó, con này nó 55 độ đó. Dùng để chạy gen 55 độ, là gen 50 độ thường thường là gen hệ in nhé các bác chị. Gen hệ in. Đây, xài vào chip gốm, mua con này về phá. Nhọn giữa phá tốt, khỏe. Cán này D 15 nhé, cán 20, cán 20 em bán là 300. Đây cũng cán 20 chip D15 mà cán phải, cán này cũng là 2300. Ở đây cũng là cán 20 nhưng mà cán này là cán D11 nhé. À đúng rồi, D11 con một mặt nhé. Con này cán 20, cán này em đang bán là 300. Này có ít, D11 thì ít lắm cô bác chị, được vài cán thôi. Cán này C12, cán C12, cán này 35, à 25, cán này em bán 350. Cán này là cán D15 luôn, cán 25 350 nhé, cán 25 là cứ 350 cán. Con này là cán V16 nhé, V16 này dùng để nhọn giữa này. Đó, cán nhọn giữa. Cán này em bán là 350 nhé, cán V16. Đây là cán D11, cán 25 nhé, cán này em đang bán là 350. Đồng giá vậy đó, cán 25 này 350, cán 20 là 300. Cán này là cán D15. Cán nhọn giữa nhé, cán 25, cán này là 350, cán này cũng C12, 350 nhé. Đó, có bác chị cần cán Nhật thì có thể ủng hộ em. Cán Nhật là hàng Nhật thì lúc nào sẽ chất lượng hơn rồi. Máy móc Nhật cũng vậy, máy móc Việt Nam đa số là 90% là xài máy, 90% là xài máy Nhật. Mã số 15 nhé, cán này là cán 40 dài 300, dài 300, dùng để móc có lỗ lớn. Cán này em đang bán là 900.000, chip C12 nhé. Máy lớn, chả xài cho máy lớn, mà chỉ xài máy lớn này thì móc con này. Mà chị cần cán 50, em có cán 50 luôn. Cán phi 50, móc lỗ 50, dài 350, chip T16, con đó em bán là 1.500.000 một con. Đây là... mã số 15. Đó, mã số 15 là 900.000 nhé. Em qua cái mã 16 nhé, cái cán tiện. Cán tiện này là cán 212, xài chip T11 nhé. Cái này em chưa vệ sinh. Mã số 16 này em bán là 650, mã số 16 nhé, cái cán tiện hộp chip mới nhé, 650 nhé. Em có cái mã số 17. Mã số 17 là một cái cán tiện luôn. Một cái cán tiện này là cán tiện cán 20 dài 250, đẹp chống dung của Sumitomo luôn. Cán này em bán là chip C09 nhé, cán này rất là đẹp. Cán này em bán là 690.000, kèm 10 con chip nhé, 10 con chip lướt móc lỗ. 10 con chip lướt nhé, bộ này em bán là 690.000, kèm 10 con chip nhé, em sẽ có 10 con chip. Mã số 17. Mã số 18. Mã số 18 là một cái cán tiện. Này chip T11 nhé, đẹp chống dung của Sumitomo luôn. Cán này dài 300 nhé. Mã số 18 là 900.000 nhé. Mã số 18 này. Mã số 18 này là 900.000 nha các bác chị nhé. Đó, đẹp chống dung của Sumitomo, chip T11 nhé. Cần chip thì có chip luôn nha các bác chị nhé. Mã số 18. Em qua cái mã số 19 nhé. Mã số 19 là một cái bộ đo lỗ. Một bộ đo lỗ này là 900.000. Mã số 19 này là đo từ 18 đến 36 nhé. Nó kèm tay đầy đủ này. Nhưng mà cái này nó tương đối thôi, nó không được đẹp lắm nhé. Cái có đầy đủ hết lông đèn này. Cái này này, đủ bi này, không được đẹp lắm. Còn đồng hồ này, đồng hồ thì chuẩn nhé, hoạt động êm ái nhẹ nhàng. Bộ này em bán là 900.000 nhé, bộ đo lỗ đo từ phi 18 đến phi 36 nhé, 18 đến 36. Bộ này em bán là 900.000, hoạt động êm ái bình thường hết nhé,
900.000 mã số 19 nha các bác chị nhé. Qua số 20 là một cái cánh doa nhé, doa này là doa kim nhé, phi này phi 16 nhé, phi 16 nhé các bác chị nhé. Ồ, hợp kim nguyên khối 16, nó có mẻ răm này, phi 16, doa 16 nhé, doa thép cứng đều được hết nhé. Hợp kim cái này em bán là 350 nhé, hợp kim nguyên khối. Có cái mã số 21 nhé, một cái cánh doa, cánh doa này côn số 3 này, con này doa từ 3 ly đến 20 ly nhé. Doa từ 3 ly đến 20 ly nhé, em tặng kèm một cái cán như này, cán này là cán thép gió nhé, đút vào cái này, độ 8 này, siết lại. Một vạch của nó là 0.04 nhé. Một vạch là 0.04 nha các bác chị. Mã số 21 là 700.000 nha các bác chị. Đó, mã này là, mã này là mã số 21 là 700.000. 200.000. Rất là đẹp, cán này rất là đẹp nha các bác chị nhé. Mã số 22, một cái cán doa luôn. Cán này doa từ 3 đến 20, em cũng sẽ tặng một cái đầu này, một cái cán như này nhé. Cái cán nó như này, sẽ tặng kèm luôn. Lỗ này là lỗ 8 ly luôn nhé, doa từ 3 ly, một vạch của nó là không đây, một vạch lớn ở dưới đây này, vạch lớn ở dưới đây là 0.05, còn cái vạch này nó trùng giống như kiểu ban me đó các bác chị nhé, xài giống như kiểu ban me, nó trùng ở đâu thì mình sẽ đọc vào đó. Còn đây là 5/1000 vạch ở trên này, đó, đọc giống như kiểu ban me các bác chị nhé, hoạt động rất là nhẹ nhàng êm ái nhé. Cái này em bán là 900.000 nhé. Một vạch ở trên là 0.05, còn dưới là 0.05 nha các bác chị nhé. Đó, nó giống như kiểu ban me nhé, mình xài giống kiểu ban me nha các bác chị nhé. Đó, các bác chị nào mà xài ban me rồi sẽ hiểu cái này. Bộ này côn số 3 nhé, bộ này em bán là 900.000. Em qua cái mã số 23 nhé. Khoan ít khoan phủ nha các bác chị nhé. Khoan phủ này là bộ này em bán là 300.000 nhé. 300.000 mã số 23. Cái này nó bị mờ này, em phải đo nhé. 5.9 nha các bác chị nhé. Cây này 5.5. Cây này nó bị gãy nhé, các bác chị về mài lại. Này 5.2. À 5 ly, nó bị gãy này, nó bị gãy này, các bác chị về mài lại nhé. Cây này 11.4. Cây này 11.4 luôn. Cái này nó bị mòn này, cô chị cắt đi, cắt tim mè lại. Cái này 11 là 11 nha cô bác chị nhé. Này 11 ly tư này, 11 ly tư nhé. Ngoài nó hơi ồn, cô bác chị thông cảm giúp em nhé. Này 8 ly 1 nhé. Cái này 5 ly 1 nhé. Cái này 5 ly. Cây này nó bị mài này, có chị về mài lại đầu nhé, mài lại đầu nha các anh chị nhé. Cây này nó cũng bị cụt này, này bị ấy này, giờ mình mài lại nhé. Đó, cây này là 9 ly, này là 5.5 ly, 5.5 ly với 5.1 ly nhé, 5.5 ly với 5.1 ly. Cây này 5.5 ly nhé, 5.5 ly nha các bác chị nhé. Cây này là nó độ bậc này 8.3, cái bậc này 10 ly. Này 2.5 ly này, 2.5 ly, này 2 ly. Tổng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 coi nhé. Quan phủ 300 ngàn, mã số 23. Mã số 24 nhé, 24 là ít khoan taro nhé. Đây là M12x1 này, hàng đẹp này, M12x1 cho các bác chị nhé, hàng đẹp dài. Này M12x1.5 nhé. Này M14x1, hàng đẹp hết nhé. Này M18x1.5 này, M18x1.5.
M16 nha, 1.5 nhé, hàng đều đẹp hết nhé. Con này bị ngắn này, M14 nha, 1.5 bị cắt. Này là M10 20 x 1. Rồi hôm nay em lên được 23 mã hàng nhé, mã 24 này là 300.000 nhé, lên được 23 mã hàng nhé. Cô bác chị cần thì ủng hộ em nhé, em chào cô bác chị nhé, hẹn gặp cô bác chị clip sau nhé.